Đấy, sửa cái này nó cũng mỗi thế thôi. Bấm nguồn không lên này. Này nó sẽ có cái dao. Không nhân kính bao tiền mới vui. Em cũng không hỏi. Ai đi về cho không? Mê tận nhà lắp cho ông xong nó mới 300 rồi lấy đâu vận chuyển về tận nhà. Vâng, xe cứ đi vận chuyển nó quá tội. Cái tầm tím hàng hãng. Có hàng hãng tại vì cái một tê Toshiba em lại khóa lại trong tủ, mỗi em có chìa không đứa nào mở được. Đâm là còn được mỗi một cái ổ một tê Toshiba bên ngoài, cả hai cái ổ một tê quét tầm tím. Đâu, quét tầm ổ 1T AV, Weston tím hàng hãng FBC mà. Tại vì ngăn đấy toàn bộ ổ cứng với cả chip với nhiều tiền. Khóa mệnh hả bạn? Chẳng khóa. Con kia bảo quản mình cho bảo quản những cái đồ khác. Thằng bạn em mẹ cái tủ của nó phải mua két sắt, mẹ toàn i7 nó nhét trong đấy. Mẹ không khóa bây giờ mất cái i7 mẹ vỡ mồm. Cả thế. Bẩn bẩn mẹ nhét trong tủ. Chip bao tiền toàn mấy trăm nghìn một con nhưng mà cái mấy ổ cứng đắt, ổ 2T, 4T, 4T, 3T bên dưới. Ok, ruột đề rồi bên trong các bạn nhé. Đấy, chờ một tí. Aslo. Alo, alo, alo. Đấy, các bạn thấy không? Bạn chạy rồi. Đấy. Còn bậy này rất hay bị hỏng pin. Xử lý qua là sẽ như thế. Mạch ở trong. Buổi sau mình sẽ có một bài giới thiệu các bạn về cách chế mạch con này. Chế mạch phát thì thành máy xịn luôn. Dùng cho mic hát karaoke. Phải bảo cái nào cần gấp vào. Ok nhỉ. Ta phải hỏi các bạn sẽ đóng cái ốc cho mình bắt chặt vào không cái thùng loa nó sẽ bị ọp 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 nó kêu đấy. Mẹ đấy, mưa xong bắt đầu nó mới bão. Ui. Bão bây giờ bắt đầu lũ về.
bà Lâm. Đến hôm nào thế? Thế để em xem nó kho, xem còn mã gì. Nhưng mà toàn mã một mê. Alo 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 alo. Khéo tay không, không mê. Alo, ok đã mang lên chưa? Tưởng lâu thì về mẹ đi lắp rồi. Về xong rồi về lắp cái ổ cứng cho anh Duân, cho anh lên, lên lấy tức tức. Thì lắp cái ổ cứng mà bảo thiếu một cái ổ cứng, bảo không chốc nữa xong ship xuống cho. Còn một cái ổ cứng anh khóa trong tủ rồi. Bảo thiếu một cái ổ cứng Toshiba của anh ý. Ờ nhưng mà thiếu một cái. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Alo, 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 alo. Ok, vậy là quá trình sửa con mic nó xong rồi nha. Rồi, các bạn theo dõi với mình nhé. Rồi, chúc bạn thành công. Alo, 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 alo.